Vâng, thưa bác sĩ, trên thị trường hiện nay thì có men vi sinh Golden Love từ kim chi Hàn Quốc chứa hai thành phần là probiotic và prebiotic cùng với công nghệ bào chế là Lab High Pro được rất nhiều người tin dùng. Thì những cái tiêu chuẩn trên thì có phải là tiêu chuẩn để chọn được một cái loại men vi sinh tốt không ạ? Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta biết là trên thị trường bây giờ thì có rất là nhiều loại men vi sinh khác nhau. Cho nên là người tiêu dùng của chúng ta nhiều khi nếu mà chúng ta chọn không đúng loại hoặc là chúng ta chọn cái loại mà nó không đảm bảo những cái tiêu chuẩn như là vừa nêu ở trên ấy, thì thường là không mang lại hiệu quả. Thế thì cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, Golden Love từ kim chi Hàn Quốc ấy thì đúng là có đủ các cái tiêu chí ở trên. Thứ nhất là men vi sinh Golden Love là bao gồm có hai thành phần. Thứ nhất là probiotic và thứ hai nữa là prebiotic. Thế thì probiotic tức là những vi khuẩn có lợi, còn prebiotic chính là chất xơ hòa tan. Tức là nó sẽ là cái gì ạ? Là cái thức ăn để nuôi những con lợi khuẩn này. Cho nên là trong thành phần một cái loại men vi sinh mà song song tồn tại cả hai thành phần này thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Khi mà chúng ta dùng uống vào trong cơ thể thì nó lại sẵn luôn có thức ăn đi kèm rồi. Nó sẽ làm cho những cái con vi khuẩn có sống có lợi này hoàn toàn là sinh sôi nảy nở nhiều lên, làm tăng cái số lượng lên thì sẽ phát huy tác dụng tốt hơn. Đấy. Cái điều thứ hai nữa là men vi sinh này được quan trọng nữa là nó được chế, nó được sản xuất theo một cái công nghệ hiện đại tiên tiến nhất hiện nay, đó là công nghệ Lab High Pro. Thế thì công nghệ Lab High Pro là gì? Thì chúng ta biết là công nghệ Lab High Pro là một công nghệ tiên tiến nhất hiện nay về sản xuất các loại men vi sinh, được sản xuất tại nhà máy Biotic tại Hàn Quốc. Thế thì ở đây thì cái con vi khuẩn này thì nó sẽ được bao bọc bởi hai cái lớp. Đấy. Cái lớp ngoài cùng là cái lớp polysaccharide thì giúp cho vi khuẩn này có thể chống chọi được với nhiệt độ áp suất ở bên ngoài, va đập các thứ vân vân. Và cái màng thứ hai là cái màng peptid, tức là chính là cái màng protein nó bao bọc cái con vi khuẩn này. Thì chúng ta đều biết là chúng ta dùng men vi sinh tức là chúng ta đưa cái vi khuẩn sống, vi khuẩn có lợi vào trong đường tiêu hóa. Thế thì bắt buộc là nó phải qua được cái hàng rào dịch vị của axit dạ dày cũng như là dịch mật. Đấy. Cho nên nếu như mà không có cái công nghệ sản xuất tiên tiến này thì khi chúng ta bổ sung vào thì vi khuẩn nó sẽ bị giết chết ngay bởi dịch vị axit của dạ dày rồi. Chứ bạn và quý vị khán giả cũng biết rằng bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta ăn uống không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đảm bảo 100% vệ sinh. Chúng ta cũng ăn có khi cũng rất nhiều các loại vi khuẩn có hại vào trong cơ thể. Thế nhưng mà nhờ có cái hàng rào dịch vị axit của dạ dày cho nên là nó đã tiêu diệt phần lớn các loại vi khuẩn rồi. Cho nên nó không vào trong cơ thể của chúng ta để gây bệnh được. Đấy. Thế chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta đưa vi khuẩn sống vào trong cơ thể thì bắt buộc phải có một cái công nghệ sản xuất tiên tiến như vậy. Nó mới đảm bảo cái con vi khuẩn đó hoàn toàn sống sót được qua dịch vị axit của dạ dày. Đấy. Thế chính vì vậy cho nên cái công nghệ Lab High Pro là một cái công nghệ tiên tiến nhất và nó đảm bảo được vi khuẩn hoàn toàn sống sót được vào trong đường tiêu hóa, đặc biệt là xuống đến đại tràng để phát huy tác dụng. Đấy, đấy là cái tiêu chuẩn thứ hai. Và tiêu chuẩn thứ ba là như cái tên gọi thì chúng ta đã thấy rồi, men vi sinh Golden Love từ kim chi Hàn Quốc, tức là cái chủng vi khuẩn này người ta phân lập từ cái món ăn kim chi của Hàn Quốc, tức là cái món ăn rất nổi tiếng của người Hàn Quốc. Và cái chủng vi khuẩn này là cái chủng vi khuẩn mà nó chiếm phần lớn đa số trong cái hệ vi khuẩn trí trong đường ruột của chúng ta. Thế mà cái quan trọng nhất là nó chiết xuất từ món ăn kim chi, cho nên là cái nguồn gốc vi khuẩn như thế, cho nên nó rất là an toàn, từ nguyên gốc từ thiên nhiên nó rất là an toàn. Đấy, giống như người Hàn Quốc thì người ta ăn kim chi, còn người Việt Nam của chúng ta thì ăn dưa cà muối cũng vậy đấy, ăn những cái thức ăn lên men chua đó. Thế thì nó hoàn toàn từ thức ăn cho nên an toàn, cho nên là có thể dùng được cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, người lớn, thậm chí cả trẻ sơ sinh cũng dùng được. Và chúng ta hoàn toàn có thể dùng được lâu dài mà không gây những cái tác dụng phụ hoặc những cái tai biến gì cả, bởi vì nó nguồn gốc hoàn toàn thiên nhiên. Và còn một cái ưu điểm nữa của men vi sinh Golden Love từ kim chi Hàn Quốc, còn có một cái ưu điểm nữa là mùi vị rất là thơm ngon, dễ uống, trẻ em thì ưa thích mà người lớn thì cũng rất là thích uống. Đấy. Và một cái điều cuối cùng, điều thứ năm là đây là một cái sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc. Đấy, bởi công ty dược phẩm Vinh Gia là một trong những công ty mà có uy tín về dược phẩm trên thị trường hiện nay và có đầy đủ giấy phép của cơ quan chức năng. Đấy, tôi nghĩ là với những cái tiêu chí đấy đó thì đây là một loại men vi sinh mà gần như là có tác dụng rất tốt để điều trị tất cả những cái trường hợp viêm đại tràng mãn, biểu hiện bằng cái tình trạng đau bụng đi ngoài, táo bón, vân sống, các thứ vân vân, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, chướng hơi. Đấy, và ngoài ra nó còn kích thích giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường hấp thu canxi, bởi vì cái chất xơ hòa tan prebiotic trong cái men vi sinh Golden Love này nó giúp cho tăng cường hấp thu canxi. Thế và những cái lợi khuẩn này khi vào trong cơ thể thì nó lại giúp ruột tăng cường
kích thích tiết các cái loại enzyme tiêu hóa, rồi các cái vitamin nhóm B nữa, cho nên nó giúp cho quá trình tiêu hóa hấp thu thức ăn tốt hơn. Thế như vậy thì chúng ta dùng cái loại này không những chúng ta giảm bớt được các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích của tình trạng viêm đại tràng, mà nó còn giúp cho chúng ta tăng cường cái vấn đề hấp thu dưỡng chất tốt hơn và cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Thế chính vì vậy cho nên là men vi sinh này cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể thông qua cái vấn đề cái sức đề kháng, cái sự khỏe mạnh của hệ vi sinh đường ruột. Thì chúng ta đều biết là 70% các tế bào miễn dịch trong cơ thể của chúng ta là nằm trên đường tiêu hóa. Thế cho nên tất cả, dù là trẻ em hay người lớn, ai có hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì thường là những người khỏe mạnh. Vâng. Thế chính vì vậy cho nên tôi nghĩ là bổ sung men vi sinh này thì không những là giúp cho cái vấn đề quá trình tiêu hóa mà nó còn có tác dụng toàn thân, tức là tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể nữa. Nhất là trong cái thời buổi hiện nay chúng ta đang bị đại dịch như thế này, thì tôi nghĩ là cái vấn đề tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nói chung, trong đó có cái sức đề kháng của đường ruột, đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.